Hôm trước mình khuyên đã chia sẻ đến anh chị em và các bạn cách muối dưa khẩn cấp, có nghĩa là mình chỉ muối một ngày đến ngày sau là mình ăn được liền ở những nơi có khí hậu lạnh. Và hôm nay thì mình khuyên sẽ chia sẻ một cách muối dưa, cái này là dưa giá lên men tự nhiên, không sử dụng giấm. Mình khuyên hôm nay chia sẻ thật là kỹ hơn về cửa. Đây là giá mà mình mua về thì anh chị em và các bạn nhớ lựa những cái hư nè. Đây nó là cái hạt màu vàng nó hư rồi. Những cọng giá này nếu mà nó hư mình cho vào làm chung thì sẽ toàn bộ cái mẻ giá mình có thể sẽ bị ảnh hưởng theo và nó bị hư. Hư là nó bị chảy nhớt. Còn một số bạn làm dưa chua, bạn hỏi là khi mà mình thấy nó lên bọt đó, nó lên sủi 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 bọt thì cái đó là có đúng hay không? Thì cái đó là đúng rồi, nó là dưa chua, nó quá trình lên men đó thì nó sẽ sủi bọt. Còn nếu như mà mình nhìn thấy nó bị hư, có nghĩa là nó bị nổi nấm mốc lên thì là hư. Còn hoặc là nó bị nhớt thì là bị hư. Nhớt thì bạn phải bỏ đi, không được ăn nữa bởi vì nó hư rồi. Còn quá trình lên men chua là cái quá trình nó lên men và nó sủi bọt nhưng mà không phải là sủi bọt và ra bọt. Sau khi mà cái dưa chua này nó chua thì mình Khuyên sẽ chia sẻ để cho anh chị em và các bạn biết được khi nào là dưa chua đúng. Còn bây giờ thì mình Khuyên sẽ rửa cái này cho thật là kỹ. Mình sẽ rửa thật là nhiều lần. Và mình Khuyên cũng nhắc thêm nữa đó là mình không có rửa bằng nước nóng mà mình rửa bằng nước lạnh. Các bạn nói là bạn rửa bằng nước nóng bởi vì sợ lạnh nên rửa nước nóng thì nó bị chín giá. Nó chín giá nên nó không có còn lên men được nữa. Do đó mà mình nên nhớ rửa nước lạnh. Nếu sợ lạnh thì đeo bao tay vào 6 đến 7 lần nước như thế này để cho nó thật sạch. Bởi vì cái món dưa chua này mình sẽ ăn luôn mà mình không cần phải rửa qua một lần nữa. Do đó mà mình phải rửa cho thật là kỹ cái lúc này. Trong đây nó có những cái màu xanh xanh, đó là cái vỏ đậu đó. Mình lưu ý cũng nên bỏ ra luôn. Rửa đến khi nào mình nhìn vào mình thấy trong. Sau khi mình rửa giá xong thì mình khuyên rửa hẹ. Đây là một bó hẹ 100 g. 100 g hẹ thì với giá là 1,5 đồng euro. Rất là mắc so với Việt Nam. Nếu như mà mình lấy cái giá Việt Nam ra mình so thì mình sẽ không dám ăn hẹ bởi vì bao nhiêu đây thì nó khoảng ba mươi mấy 40 ngàn tiền Việt Nam đồng của mình chỉ có bao nhiêu đây thôi. Hẹ và giá sau khi mình khuyên rửa xong mình để qua bên đây cho nó ráo nước và mình sẽ bào 2 củ cà rốt. Đây là 2 củ cà rốt 300 g. Hôm nay mình khuyên làm 1,5 kg giá và 100 g hẹ, 300 g cà rốt. Mình sẽ bào sợi. Nếu như anh chị em và các bạn nào mình không có cái đồ bào giống mình khuyên thì mình có thể mình sử dụng cái dao mình cắt cũng được. Cái này là cái đồ bào mà mình khuyên đã có hơn 14 năm rồi, do đó mà mình khuyên không có nhớ cái tên của nó. Do nó bay hết rồi, nó bay cái chữ đi hết. Do đó mình khuyên không có nhớ là hiệu gì. Và nếu như anh chị em và các bạn nào mình ở Mỹ có thể tìm cái mandoline, còn ở Đức thì mình sẽ tìm cái chữ Reiber. Reiber là cái đồ bào này. Và bây giờ mình Khuyên sẽ tiếp tục bào cho hết cái này nha. Mình Khuyên cắt khúc cái hẹ này ra. Hẹ hôm nay mình sẽ cắt khúc khoảng 4 đến 5 cm. Mình cũng có thể cắt ngắn hơn cũng được, tùy vào mình thích ăn ngắn hay là dài. Cũng có thể là cho hành lá đó. Hành lá nó có cọng trắng cũng rất là thơm. Và giả sử như mình không có hành lá nè, không có hẹ nè, thì mình cũng có thể cho vào cái hành tím. Của hành tím cũng được luôn. Phải có hành hẹ thì cái món dưa giá của mình nó mới thơm và ngon. Để làm món này, trước tiên mình khuyên sẽ cho một cái nồi lên bếp và mình cho vào đây 6 lít nước. 6 lít nước có nghĩa là nó là 24 cups. Thì mình sẽ cho vào đây tỷ lệ muối 1 và đường 2. Mình cho cứ mỗi 1 lít nước thì mình cho 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường. Bây giờ mình khuyên sẽ cho 6 lít nước thì 6 muỗng canh muối nha. 1 2 3 4 5 và 6. Mỗi muỗng canh như vậy là 10 g. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 và 12 muỗng canh đường. Rồi bây giờ mình khuyên sẽ mở bếp lên và đun cái này cho nó sôi lên. Và sau khi sôi xong thì mình khuyên sẽ chờ cho thật là nguội. Tiếp theo mình khuyên sẽ đổ ra ngoài thau nha. Toàn bộ cái giá này nó đã ráo nước rồi. Mình khuyên cho cà rốt vào luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái này mình xóc đều. Mình khuyên lưu ý là mình sẽ xóc đều mà mình không có dùng tay mình trộn trộn thì nó sẽ bị bể ra, nó gãy, nó dập á, thì một chút nữa mình muối cái này nó rất là dễ bị hư. Do đó mà anh chị em và các bạn lưu ý mình sẽ xóc nha, xóc đều như thế này để cho nó trộn đều đó. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong hũ. Đây là cái hũ to 5 lít. Bây giờ mình khuyên rửa tay thật là sạch, sau đó mình lấy từ từ mình cho vào trong cái hũ, cho lần lượt vào nha, khuyên cho hết. Rồi sau đó thì mình sẽ tiếp tục cái bước tiếp theo. Và nếu như anh chị em và các bạn là mình có ăn ớt, mình cũng có thể cho vào vài lát ớt để cho nó có màu sắc đẹp hơn nữa, là nó có cái vị nó ngon hơn, nó the the, nó cũng ngon. Mình khuyên cho vào đây cái ớt không cay, mình có thể cho ít hoặc là nhiều tùy thích nha. Mình sẽ cho tiếp vào cái hũ nhỏ nè, hũ lớn không có đủ. Hôm nay mình khuyên là 1,5 kg giá và 300g cà rốt là 1,8 kg, 100g hẹ nó là 1,9 kg. Mình sẽ sử dụng 2 cái hũ, một cái hũ 5 lít và một cái hũ 3 lít. Mình khuyên ngay chia sẻ như thế này bởi vì có một số bạn không biết là mình sẽ cần một cái hũ có dung tích bao nhiêu đó. Thì sau khi nồi nước nấu sôi, mình để cho thật là nguội. Phải thật là nguội nha, thì mình mới chế vào đây được. Nếu mà mình không có để nguội mà mình chế vào thì cái này nó sẽ chín luôn và nó hư. Mình khuyên cho vào trong đây, mình sẽ cho đầy vào. Rồi tiếp tục mình sẽ cho cái hũ to bên đây luôn nha. Mình sẽ sử dụng cái nước còn dư trong nồi nè, mình cho vào cái bao ni lông và mình sẽ cho lên trên đây để mình đậy xuống, mình chặn xuống để cho cái này nó được chìm vào trong nước. Mình sẽ đậy nắp lại. Và bây giờ nhiệt độ phòng ở nhà Vịnh Khuyên là 21 độ C ở nhà bếp, thì Vịnh Khuyên sẽ đậy lại cái này và để qua bên một bên ở đây và chờ. Thì thường là sau khoảng 2 đến 3 ngày thì nó sẽ chua. Thì nó chua thì là như thế nào, có nghĩa là ở dưới đây nè nó sẽ sủi những cái bọt lên, nó sủi những cái bọt lên. Và Vịnh Khuyên sẽ để ở đây đến khi chua thì Vịnh Khuyên sẽ quay trở lại và chia sẻ tiếp cho anh chị em và các bạn nha. Đây là hai hũ dưa chua sau một ngày đêm Vịnh Khuyên ngâm xong thì nó đã lên men rồi, và Vịnh Khuyên cũng đã thử ăn hết một khúc luôn rồi nên Vịnh Khuyên biết nó chua và vừa ăn mình cũng có thể ăn được rồi. Bởi vì do là Vịnh Khuyên đang để trong phòng và nhiệt độ phòng hơi ấm một chút là 23 độ, do đó cái này rất là nhanh chua. Khi mà nó chua thì nó sẽ sủi bọt lên, bởi vì nó là quá trình lên men. Và Vịnh Khuyên để gần để cho một số bạn hôm trước mình không có biết được khi nào thì chua đó bạn sợ hư. Đây nè, nó chua là nó lên bọt như thế này nè. Mình khi mà mình nghiêng hũ thì mình thấy nó chạy chạy những cái bong bóng lên không ạ. Rồi bây giờ thì cái này nó chua rồi, mình cũng có thể ăn được rồi, chỉ sau một ngày. Nhưng mà thường thì để ăn cho ngon thì cái này sẽ 2 ngày. Và khi mà nó lên men thì cái nước ở đây nó đục nè, nó sẽ đục, nó trắng như thế này nè, nó không có còn trong như là lúc mình khuyên mới làm mà nó trắng. Rồi bây giờ thì mình khuyên chúc cho anh chị em và các bạn thành công với lại món dưa giá muối chua. Bây giờ thì mình khuyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới nha.